Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 9 giáo trình đường đến nước nga, phần số 15. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài khóa rất dài. Trước khi vào bài khóa số 23 chúng ta sẽ học cách chia động từ gatovit. Động từ gatovit là động từ chia theo nhóm 2. Trả lời cho câu hỏi sto. Gatovit có nghĩa là làm một cái việc gì đó nấu nước chẳng hạn à, như ví dụ như mình thường nói là nấu bữa ăn trưa nấu món cá nấu món uh, mì mặn thắn chẳng hạn à, thì lúc đó là người ta sử dụng động từ gatovich và người ta ở uh, động từ này là phải dùng ở cách 4 trả lời cho câu hỏi sto các bạn lưu ý một cái điều đặc biệt là ở trong những động từ mà có đuôi VIT đây VIT và dấu mềm này thì ở ngôi thứ nhất số ít là ngôi ya thì cái phụ âm v này khi mà chia ở ngôi thứ nhất thì nó sẽ phải có thêm chữ l đó. ví dụ như là gatovit sẽ thành gatop chúng ta nhớ lại động từ lưu bit chẳng hạn động từ lưu bit cũng là ya lưu blue Lưu blue đó không những là viết mà bit cũng vậy đúng không ạ? đó vậy thì đó là một cái đặc thù uh, của những cái động từ mà có cái đuôi này uh, không phải động từ nào cũng như thế nhưng mà ở trong những trường hợp cơ bản thì nó sẽ chia như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tập chia động từ này. Uh, một cái điều rất dễ cho chúng ta là động từ này từ ngôi thứ nhất số ít cho đến ngôi thứ ba số nhiều là trọng âm không hề thay đổi và chúng ta chỉ cần nhớ cái đuôi của động từ thôi.

Вы готовите. Они готовят. Я готовлю. 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 Ты готовишь. Он она готовит. Мы готовим. Вы готовите. Они готовят. Готовят. Они готовят. Ва. Могидевкан ли là mệnh lệnh thức của động từ này có dạng là gatov và dấu mềm gatovche gatov gatovche gatov ví dụ nói gatov biệt cậu hãy nói hãy nấu bữa ăn trưa đi gatov uzn gatov là hãy nấu bữa ăn tối đi đó ở trong trường hợp này động từ gatovit có nghĩa là chúng ta nấu ăn gì nấu một món ăn gì đó hoặc là nấu ăn nói chung Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đọc. Прочитайте текст. Скажите как он называется. Hãy đọc bài khóa này. Текст. Hãy đọc bài đọc này và hãy nói xem. Скажите как он называется. Động từ называться là được gọi tên. Как он называется là là bài khóa này. Ôn là thay cho từ bài khóa текст. Bài khóa này được gọi tên như thế nào? các ôn nó giữ vai sạch. Chúng ta sẽ đọc và dịch từng câu một. Si bột nhé. Vas nhé. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Mươi ad khai em Chúng ta, chúng tôi nghỉ ngơi. Papa chitayet journal sport. Bố tôi, bố thì đọc quyển tạp chí thể thao. On ocean lưu sport. Ông ấy rất là yêu thể thao. À, so football đặc biệt là môn bóng đá. Hevolyu bimaya komanda. À đội bóng yêu thích của ông ấy Spartak là Spartak. Papa хорошо знает команду Spartak, À bố rất, biết biết rất rõ đội bóng Spartak потому что его хороший друг играет в Спартаке. Spartake. Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái À, tên Spartak là cái tên nước ngoài cho nên ở đây trong bài của chúng ta à, khi chuyển sang ở cách 6 thì người ta vẫn giữ nguyên cái cái tên và người ta thêm đuôi ye ở đằng sau à, y graet v Spartakia Đó, và lưu ý là trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng bố tôi biết rất rõ về cái đội bóng Spartak bởi vì là người bạn rất thân của bố tôi là chơi ở trong đội bóng đó. Mama svobodnye svobodnye vremya à mẹ tôi thì ở trong cái thời gian rỗi. V. đọc là svobod này vremya bởi vì sao đứng trước uh, phụ âm s là phụ âm vô thanh thì v sẽ bị đọc thành

tất cả đều nói rằng là mẹ tôi hay là tất cả đều nói rằng mẹ là một người nội trợ rất tốt hay là chúng ta có thể dịch là một người nội trợ giỏi ai mà lưu và mẹ tôi còn thích uh, nhà hát nữa a nasa mama mẹ của chúng tôi lưu rất là yêu thích về nhà hát yêu thích nhà hát Она часто смотрит спектакли в театре. Cũng đọc là в театре. Она часто смотрит спектакли. Спектакль. là một vở kịch ở à, trong ấy thường xem những vở kịch ở trong nhà hát. В театре. xem ở xem ở trong nhà Бабушка смотрит телевизор каждый день. Ба, ты сам Она очень любит смотреть сериалы. Она очень любит смотреть сериалы. Ба, ты сам Нига Сериалы на Я думаю, что они очень длинные и скучные. Tôi nghĩ rằng là những cái phim nhiều tập này nó rất dài và rất là buồn chán. Но бабушка говорит, что она смотрит сериалы с удовольствием. Nhưng bà thì nói rằng là bà sẵn sàng hay là bà xem những cái phim nhiều tập này một cách rất thích thú. Cái thảo hợp с удовольствием, с удовольствием là làm điều gì đó với một cái sự thích thú. Удовольствие là sự thích thú và chúng ta lưu ý cái tập hợp có nghĩa là cái tập hợp này ở cách 5 chúng ta chưa học nhưng mà người ta cho trước à, đi với động từ thì nó có nghĩa là làm một cái việc gì đó với cái sự thích thú của mình ví dụ như là Gavarit Sudavostviem nói rất thích thú hoặc là Adhikach Sudavostviem ngoài ra người ta còn thêm một cái tính từ nữa tính từ Balshoi nếu mà đi vào đây sẽ đọc là s sim là một cái điều thích thú uh, tột độ tức là rất lớn đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, môi star shibrat Anton chitayet novi Detektiv. À, người anh trai của tôi là Anton đọc uh, quyển tiểu thuyết à, quyển truyện trinh thám mới novi Detektiv свободное время. А khi mà có thời gian rỗi, он очень любит читать. А, anh ấy rất là thích đọc. в его комнате. Chúng ta có thể đọc liền vào đây. Đọc là в его, в его, в его комнате. В его комнате. Большая библиотека. Ở trong phòng của anh ấy là có một cái thư viện rất lớn. Thư viện lớn. Он говорит, что книга хороший друг. Và anh ấy nói rằng là à, sách vở là một người bạn rất tốt đấy chúng ta dịch chung chung sang tiếng việt là sách vở là một người bạn rất tốt thế còn trên thực tế trong tiếng nga là gì nào một quyển sách thì là một người bạn rất tốt он говорит хороший друг chúng ta xem tiếp а мой хороший друг компьютер а мой хороший друг компьютер là thế còn người bạn tốt của tôi lại là máy tính Я очень люблю играть на компьютере. Tôi rất là thích chơi trò chơi ở trên máy tính. À, еще я люблю воскресенье. thêm nữa là tôi rất là yêu ngày Chủ nhật. Потому что моя семья дома. Bởi vì là cả nhà tôi ở nhà. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta à, vừa rồi đã xem qua là cái nội dung của cái bài đọc. Cái bài đọc này chúng ta bây giờ tôi sẽ đọc lại cho các em một lần nữa trước khi đọc lại bài đọc này thì chúng ta sẽ học tên chỉ những cái ngày ở trong tuần à, và câu hỏi hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta sẽ có câu hỏi tiếng việt là hôm nay là ngày thứ mấy trong tiếng nga tương tự sẽ là ca cuối сегодня день ca cuối nha день À, chúng ta học tiếng Nga và chúng ta rất dễ bị lẫn Không biết hỏi là hôm nay là ngày thứ mấy Hoặc là hôm nay là ngày bao nhiêu Nếu chúng ta hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu Thì người ta có nghĩa là hỏi là hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong tháng Thế còn nếu người ta hỏi Là hôm nay là ngày thứ mấy Thì có nghĩa là cái tên, cái ngày đó ở trong tuần Khác với trong tiếng Việt Ngày ở trong tuần trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ chia ra là ngày chủ nhật là ngày chính đúng không ạ ngày ngày chính thế còn lại là những ngày khác là chúng ta sẽ nói rằng là ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư cho đến ngày thứ bảy đúng không ạ thế nhưng mà trong tiếng nga thì mỗi một ngày nó có một cái tên riêng của nó à, ví dụ như là thứ hai nó sẽ gọi là pa nhe pa -Nye thứ ba là вторник вторник thứ tư là среда đọc là sri da không đọc là sri đà đọc là sri da thứ năm là chit việc việc đọc là chit g cuối sẽ đọc thành k thứ sáu là pet nhịt -sa", -sa", sa chúng ta cứ mỗi lần tôi đọc cái từ pet thì tôi lại nhớ đến cái anh chàng thứ sáu ở trong cái chuyện tiểu thuyết robinson crusoe robinson crusoe À, một cái người thủy thủ bị à, đắm thuyền và anh ta lưu lạc ở trên một cái hòn đảo một mình. Thế và sau đó thì có một người thổ dân à, chạy thoát khỏi một cái bộ lạc à, giết người đó à, đến thì đến chạy đến và ông Robinson Crusoe thì có cứu anh ấy và hôm đấy chắc là ngày vào ngày thứ sáu cho nên là ông ấy gọi anh ấy là Sa Ông ấy là ngày thứ sáu à tức là gọi cái anh thổ dân đó là thứ sáu. Ты, о чем говорит Пятница. Ватюнья цела суббота. 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 Ватюнья цела воскресенье. 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 Вскресенье. Воскресенье. Темно-даглайне. П. Недельник. Понедельник. П. Недельник. Понедельник. À, lưu ý chữ L và có dấu mềm nhé tôi вторник đây là đọc là вторник, вторник là thứ ba, thứ tư là среда. các em phải phải đọc cả tiếng việt luôn bởi vì là cái này khi mà nói như thế các em rất khó nhớ. À, thứ ba là ngày nào, thứ năm là ngày nào rất là khó nhớ, cho nên các em đọc luôn cả bằng tiếng việt. À, thứ hai, понедельник, thứ ba, вторник

hồi đầu mới học tiếng nga xong thì tôi cứ phải đếm trên đầu ngón tay để để đoán được đó là cái ngày thứ mấy ở trong tuần vậy khi người ta hỏi kakoi sibut nhân diện si, si có nghĩa là người ta hỏi ngày thứ mấy ở trong tuần chúng ta sẽ trả lời sibut nhé tuần nhật hôm nay là thứ ba sibut nhé sirida hôm nay là thứ tư sibut nhá subota hôm nay là thứ bảy sibut nhé vaskresenia hôm nay là chủ nhật thế nhé bây giờ tôi sẽ đọc lại bài khóa cho các em nghe Сегодня воскресенье. Мы отдыхаем. Папа читает журнал Спорт. Он очень любит спорт, особенно футбол. Его любимая команда ⁇ Спартак. Папа хорошо знает команду ⁇ Спартак ⁇ потому что его хороший друг играет в Спартаке. Люиня в Спартаке, Спартаке. Мама в сва свободное время любит готовить. Сегодня она готовит пельмени. Это наше любимое блюдо. Все говорят, что мама хорошая хозяйка. А еще наша мама любит театр. Она очень... Она часто смотрит спектакли в театре, а иногда по телевизору. Бабушка смотрит телевизор каждый день. Она очень любит смотреть сериалы. Я думаю, что они очень длинные и скучные. Скучные лабудая. Длинные лазай. Они очень длинные и скучные. Но бабушка говорит, что она смотрит сериалы с удовольствием. С удовольствием. Да с удовольствием. Удовольствие. Сериалы с удовольствием. Мой старший брат Антон читает новый детектив. В свободное время он очень любит читать. В его комнате большая библиотека. Он говорит, что книга...

em nào muốn nghe lại thì các em sẽ quay lại đoạn băng vừa rồi và các em sẽ nghe nhé à, như vậy là yêu cầu đối với bài khóa này là gì các em sẽ đọc rất nhiều lần đọc rất nhiều lần cái bài khóa này đọc 20 lần đi 30 lần đi thậm chí em nào đọc được hơn nữa thì càng tốt đọc để làm sao cho nó dẻo lưỡi và sau đó thì các em sẽ nhớ được những cái dữ liệu này và chuyển những cái dữ liệu này thành cái dữ liệu của các em và lúc đó thì các em sẽ có thể kể là bố làm cái gì, mẹ làm cái gì, anh trai làm cái gì và tôi thì làm cái gì đúng không ạ? Lẽ dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải viết thêm một bài khóa tương tự như thế này về mình, về bố mình, mẹ mình và về anh mình, em mình chẳng hạn đó và các em cũng cố gắng là đọc nhiều lần để có thể là nó chuyển uh, chuyển hóa thành dữ liệu của các em và các em sẽ tự kể được uh, trong bài ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ làm những bài tập này và nó hỏi về cái nội dung của cái hỏi về nội dung của cái bài khóa này và chúng ta sẽ cùng làm những bài tập đó sau nhé thế còn trong bài ngày hôm nay yêu cầu các em là gì nào chia động từ gato vịt chia động từ gato vịt một cách thành thạo này sau đó là chúng ta nhớ những cái ngày ở trong tuần này trả lời cho câu hỏi ca côi xíu nhé điện thứ ba nữa là các em cố gắng đọc cái bài khóa này rất nhiều lần ghi từ mới ra giấy có từ mới nào các em ghi ra giấy các em cố gắng học thuộc những từ mới đó thế nhá. Cảm ơn các em. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên, bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.